Chào các bạn nhé, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục. Còn 2 khoảnh nữa thôi, 3 khoảnh. Đường này sạch bóng như kia. Anh em chúng tôi lại dọn rác hữu cơ trên bề mặt. Người anh em thiện lành đang thay đổi trang phục. Các bao tải này tôi sẽ chuyển ra nơi tập kết rác. Khi nó xong. Chào tất cả mọi người, hôm nay anh em chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục hành trình dọn vệ sinh xanh sạch đẹp đường phố. Chúng tôi bắt đầu làm việc.
quá thì thôi, cứ gạt đi, khó quá thì thôi. Khó quá để bữa sau còn làm cỏ, còn bữa làm cỏ. Cái này gạt trên bề mặt tiện thì gạt luôn. Gần như là bay hết cỏ rồi nhỉ. Thank you.
xong đây không đi găng tay cả. Nóng quá. Nóng quá. Sắp xong rồi. Mấy buổi nữa? Còn cỏ nữa. Thank you.
bãi được lồng rác khổng lồ.
Thank you.
tiếp. Đi
Rồi vâng, em Thiện Lành chào khán giả nào. Hẹn các bạn vào ngày mai. Rồi, chào tất cả các bạn. Trung tâm Dinh Ninh, hẹn gặp các bạn ngày mai.